Ok, chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến kênh thợ xây của mình nhé. Hôm nay chia sẻ anh em kỹ năng chạy được đường chân, ốp chạy được đường chân. Cái dụng cụ mình dùng cái kích nhá anh em nhá, kích kê độ chân đó anh em. Để anh em về cái kích độ chân nhá. Đây, mình muốn lên muốn xuống thì mình tăng cái này lên anh em. Một cái bóp, cái bóp đây này, mình tăng lên. Rất tiện anh em nha. Anh em nào mới qua kênh nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Rồi, hai anh em trẻ đang đánh cốt mặt bằng, chuẩn bị ốp. Đánh bằng dây video cân nước, ống cân nước anh em nhá. Vâng, chia sẻ anh em kỹ năng để mình dùng cái độ chân này như này nhá. Nếu như đây, mình lúc mình tăng kích lên nó cao quá, kịch cao quá rồi thì mình muốn hạ xuống, nó có cái nẫy cái nấc ở đây anh em nhé, nó nấc này, mình bóp xuống, xuống đấy. Nên anh em nhu cầu muốn nó lên bao nhiêu đấy thì anh em cứ bóp cái này, nó tăng lên, nó sẽ lên đến cốt của anh em nhá, nó sẽ bằng nhá. Mà anh em muốn xuống anh em chỉ bóp giữ này, anh em đẩy xuống cái xuống luôn nhá, rất tiện. Sản sinh ra cái này anh em đỡ phải kê rạch, kê nước ở dưới nó đỡ bị trôi, mà đỡ anh em đóng đinh thì nó đỡ tột đinh, nó nặng tột xuống đấy. Để rất tiện ra những cái này đó, anh em rất tiện nào. Anh em mới qua kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Anh em thợ trẻ đang công tác hay không công tác là chuẩn bị mặt bằng, mặt bằng để mà ốp anh em nhá. Già rồi, già rồi. Già rồi chứ mà. Mới 10 tuổi rồi. 91. 91. 19 tuổi các bác nhá. Ở trẻ. Trẻ măng, tay nghề kéo lắm các bác. Mình là chung với lâu nhé. Ừ. Mình từ phố cả hồi học Vinh Yên Ninh Phúc. Dạ vâng. Cái đấy ông tổ cái keo đây nó tổ lái nhỉ? Cắt cho ít rồi nhé. Cắt cho ít rồi nhé. Ủa cái này không cho vào em. Không bốc, tường này không bốc. Cắt cho ít rồi nhé. Cắt cho ít rồi nhé. Ủa cái này không cho vào em.
không bốc, tường này không bốc. Nhưng mà lại đang ăn khô như này, cô ấy thì cô ấy đẹp đúng không? Cách ốp thủ công, cái kinh nghiệm các cụ hồi xưa ốp bằng bay chuyên dụng nhé, bay răng cưa anh em. Đang kích quần kê. Thường thường ốp bằng xi hồ dầu, không phải bằng keo bao đâu anh em nhé. Ốp bằng đa số 100% bằng xi hồ dầu. Tay các bác nhá. Phải chạy được kéo tay lắm. Vừa chân phụ vừa chân bắt cá. Đây là gì? Đây là một đấy, đang độ chín. Đang độ này đều độ thế hệ còn trẻ đang độ chín. Mai để mình cũng không làm được đâu. Ngoài 40 đấy bắt đầu là tôi đang trẻ đang độ chín. Vâng anh em, hôm nay chia sẻ cho anh em kỹ năng ốp được cái đường chân, kè góc vuông và cái gọi con kê nhé. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Anh em nào mình qua kênh mình nhớ đăng ký kênh của mình nha. Đăng ký kênh anh em nhá.